Ban biên tập xin được chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến kênh tin tức mới. Kính chúc quý vị có những giây phút thật tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức mới. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đang là cái tên được nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng tranh cãi khá nhiều khi nam danh hài liên tiếp bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên trên livestream. Mối quan hệ giữa Hoài Linh và Võ Hoàng Yên trở thành dấu chấm hỏi lớn đối với dư luận. Nhiều người thân thiết với Hoài Linh đã lên tiếng về sự việc ồn ào lần này, ngầm bênh vực ông. Đáng chú ý nhất phải kể đến chia sẻ của ca sĩ Hà My, người từng có thời gian hẹn hò với Hoài Linh. Bên cạnh tiết lộ việc nam danh hài đang có ý định gặp bà Nguyễn Phương Hằng để nói chuyện, Hà My còn gây xôn xao hơn vì mối quan hệ với đàn anh. Trong bài đăng, cô dùng cách xưng hô vợ chồng, cho biết mình và Hoài Linh có mối quan hệ gần gũi nhưng bấy lâu không công khai. Hà My chia sẻ trên Facebook cá nhân: "Dù cho anh, người mà em vẫn thường gọi là chồng có nhìn em bằng ánh mắt tức giận hết cuộc đời này thì em vẫn chấp nhận. Cho dù anh có còn xem em là vợ nữa hay không, như anh đã từng kêu trong suốt thời gian âm thầm không công khai chuyện tình cảm. Anh muốn biết em sẽ nói gì thì chưa mãi hãy vào nghe em nói anh nhé. Người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh." Sau chia sẻ vừa qua, mối quan hệ bí mật của Hà My và Hoài Linh trở thành chủ đề mới đầy cư dân mạng bàn tán. Nhiều người cho rằng Hà My không nên lên tiếng và chia sẻ như vậy giữa thời điểm nhạy cảm này sẽ kéo thêm rắc rối cho Hoài Linh. Hiện tại, phía nam danh hài vẫn chưa một lần lên tiếng về những ồn ào thời gian qua. Mối quan hệ giữa Hoài Linh và Hà My từng gây bão dư luận vào vài năm trước. Khi đó, nữ ca sĩ này tham gia một chương trình truyền hình và vô tình để lộ tình cảm trong quá khứ với đàn anh. Năm Hà My 14 tuổi đã nổi tiếng, Hoài Linh thì vẫn là cái tên mờ nhạt, không ai biết đến. Nam danh hài mang lòng yêu đàn em từ khi đó nhưng không dám thổ lộ. Sau này, ông sang Mỹ lập nghiệp, lấy vợ. Khi Hoài Linh về nước đã gặp lại Hà My, bắt đầu nói rõ tình cảm. Mặc dù Hoài Linh đã có gia đình, hai người vẫn ở bên nhau. Hà My ngưỡng mộ tài năng của Hoài Linh. Trong khi đó, nam danh hài thì yêu mến giọng ca của đối phương. Mối tình ngoài luồng kéo dài 2 năm, cuối cùng lại chia tay, Hà My đi lấy chồng, còn Hoài Linh dù ly hôn vẫn ở một mình. Trong một số buổi phỏng vấn, Hà My không ngần ngại tiết lộ mình và Hoài Linh từng rất hạnh phúc. Nữ ca sĩ giờ đây vẫn còn dành nhiều tình cảm cho đàn anh, thậm chí tuyên bố bản thân không muốn đi thêm bước nữa, nhưng nếu đó là Hoài Linh thì sẽ đồng ý. Hà My còn khẳng định mong muốn lớn nhất của mình chính là làm vợ Hoài Linh. Ca sĩ Hà My từng là giọng ca nổi tiếng ở miền Nam. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là cháu của bà Năm Cần Thơ, gọi danh ca Thái Châu là cậu ruột, bố mẹ là nghệ sĩ Tấn Đạt, Kim Hà. Với chất giọng ngọt ngào, Hà My nhanh chóng nổi đình nổi đám, trở thành thần tượng của rất nhiều người. Thời kỳ Hoàng Kim, Hà My có đủ danh tiếng lẫn tiền bạc. Thế nhưng, những biến cố ập đến, scandal đời tư khiến cô tụt dốc không phanh. Giờ đây chỉ còn là một giọng ca mờ nhạt. Hà My hiện tại có cuộc sống khá khó khăn, phải một mình nuôi mẹ già cùng con gái và cháu gái. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức mới. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.